Mình, em cũng uống thử đi. Chúng ta cũng đến tuổi phải chăm sóc tóc rồi. Anh hay căng thẳng thì uống đi. Em suốt ngày ở nhà thì làm gì mà căng thẳng. Anh đi làm thì phải uống chứ. Phụ nữ cũng phải chăm sóc tóc mà. Chị Kiên đây à? Tại đây ngồi đi con. Chị ơi, mang thuốc đông y cho chị Kiên giúp tôi. Vâng. Thuốc đông y ư? Ừ. Con bỏ đi như thế làm mẹ buồn, nên đành sắc vài thang. Phải đấy. Uống thuốc đông y chắc sẽ giúp giảm nén. Tất nhiên rồi. À, chị Kiên này, bác sĩ đó bảo mạch của con hơi lạ. Lạ là sao? Không bắt được mạch của em bé. Thế là sao? Sao lại không bắt được mạch? Làm gì có chuyện đó? Bác sĩ đó có bắt đúng không vậy? Chắc do Sarang lành quá nên thế. Mẹ nói thế con đừng giận. Có thể gây căng thẳng đấy. Mau uống đi. Còn thuốc mẹ chồng con sắc cho thì uống hết thuốc này rồi hẵng uống. Vâng. Bác sĩ Park cũng nói tử cung con bé yếu nên dễ bị ảnh hưởng bởi căng thẳng. Hơn nữa lại nghén nặng thì chắc còn hơn thế. Chê Kiêu, uống thuốc xong thì lên phòng nghỉ đi. Có thế thì thai nhi mới khỏe. Giờ con thấy khoan khoái rồi. Bố đừng lo. Con chào bố mẹ. Chắc lại ăn đồ cay rồi. Cái thằng cứ ăn đồ cay là đau bụng mà sao còn ăn. Đến sức khỏe bản thân cũng không lo nổi. Cái thằng thật là. Bà nhìn này, cháu nhà bột chuẩn rồi, bà nhỉ. Giỏi lắm. Thấy chưa, bà đã bảo rồi, làm nhiều thì sẽ thành công. Công nhận. Vắng bà, cún con của bà không được bỏ bữa đâu nhé. Bà đừng lo. Vừa nãy rắn chuông gọi bánh gạo xào cay xong không ăn. Cháu thấy tiếc nên ăn hết còn gì. Giờ cháu no căng rồi. Giỏi lắm. Không được bỏ thừa thức ăn đâu. Tất nhiên rồi, cháu là cháu ai chứ. Cháu nhớ bà quá. Bà ơi, mẹ, uống thuốc đi. Đừng ngồi trong nhà vệ sinh cả đêm. Sao lại đau bụng? Ăn gì bên ngoài thế? Con ăn chút bánh gạo xào cay. Bánh gạo xào cay. Biết rõ là ăn đồ cay vào sẽ đau bụng rồi mà sao vẫn còn ăn? Con thấy càng ngày mẹ càng giống bố rồi đấy. Con bao nhiêu tuổi rồi? Ăn được thì con mới ăn chứ. Con cái 70 tuổi thì bố mẹ vẫn luôn lo lắng cho. Sao thế? Mẹ đừng lo cho con nữa. Nhiễu sự, tránh ra đi. Đúng là giỏi làm lũng. Mà con với Chê Kiêng có chuyện gì à? Không ạ. Hay có chuyện gì khác? Không có đâu mẹ. Con chỉ hơi lo về cuộc hôn nhân của Chê Kiêng thôi. Anh không được nói ra. Hả? Thực ra con phản đối cuộc hôn nhân của Chê Kiêng. Vì sao? Jun Jimin. Vì con ấm ức khi thấy mẹ lên chức bà quá sớm. Con cũng thật là đến chết mất thôi. Sao cả anh lẫn Bông Sơn Hoa đều làm mình bất an thế này?
Dung Chê Kiên, nhất định tôi sẽ vạch trần trò cô đã làm. Không thể để thế này được. Su Chân, nhắn cho tôi địa chỉ nhà bông Sơn Hoa. Có chuyện gì anh không cần biết. Bông Sơn Hoa, rốt cuộc cô định làm gì? Không lẽ định xem camera hành trình của xe đó? Phải hỏi vợ chủ xe xem có chìa khóa dự phòng không? Vâng, chào chú. Cháu là người hôm trước gọi để hỏi xem camera hành trình. Không biết vợ chú có giữ chìa khóa dự phòng không? Dạ, có. Vậy cho cháu xin số điện thoại của cô. À, vẫn là số này, chỉ khác số cuối là 3 thôi ạ. Vâng, cảm ơn chú. Số cuối là 3 ư? Vâng, trưởng phòng, cô Bông Sơn Hoa. Bây giờ cô có thời gian không? Có chuyện gì vậy ạ? Thật ngại quá. Nhưng vì gấp quá nên tôi đành gọi cho cô. Vâng, tôi sẽ đi thay. Đến đâu ạ? Vâng. Vâng, tôi biết rồi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể nhấc máy. Vợ chú ấy cũng không nghe máy. Hay do số lạ gọi nhỉ? Bông Sơn Hoa, sao lúc nào cũng làm rối tung lên thế? Đúng là xui xẻo. Cô có làm gì cũng vô ích mà thôi. Chỉ khác số cuối là số 3 chứ gì. Cảm ơn cô. Mừng khai trương quán cơm hiện đại. Ôi, anh gà sốt chua ngọt, lâu rồi mới gặp anh. Vâng. Chuẩn bị xong rồi chứ? Vâng. Quán cơm hiện đại chúng tôi mới khai trương. Để kỷ niệm ngày khai trương, chúng tôi có chương trình giảm giá. Xin mời quý vị vào thưởng thức. Rõ thật là. Cháu xin lỗi, thực sự xin lỗi cô. Cháu sẽ bồi thường hết. Đương nhiên phải thế rồi. Nhìn này. Không đáng là bao, nhưng mong cô nhận cho. Cháu có chuyện hơi bị căng thẳng nên không để ý.
Dù căng thẳng thế nào thì cũng phải cẩn trọng chứ. Sao lại đi làm sức xe người ta như thế này? Thực ra cháu căng thẳng do bị sẩy thai nên tinh thần không được tỉnh táo. Cháu xin lỗi cô, bực mình thật. Thật xấu hổ và có lỗi quá. Thôi đi, đằng nào đã gây ra rồi thì biết làm sao. Nếu hình ảnh của cháu bị ghi lại thì mất mặt lắm. Cô có thể cho cháu xin hình ảnh lưu trong camera hành trình không? Liệu có được không ạ? Xin cô giúp cho. Chồng tôi về sẽ trách đấy. Gì thế này? Không có gì cả. Làm ơn ở yên đấy đi, đừng có chọc tức tôi. Bông sơn hoa, bông sơn hoa. Phải tiêu hủy mới được. Bông sơn hoa, hạn như cô không bao giờ phát hiện ra đâu. Bí mật sẽ được chôn vùi mãi mãi. Cứ tìm cho thỏa thích đi, sẽ không còn bằng chứng nào đâu.